Sáng nay, ngày 29 tháng 3, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Vũng Liêm bắt quả tang 14 đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền tại bãi đất trống ở xã Trung An, huyện Vũng Liêm. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được ba con gà, hơn 20 triệu đồng, 18 xe máy, 9 điện thoại di động và nhiều tang vật liên quan. Lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm 14 đối tượng trên cùng tang vật đưa về Công an huyện Vũng Liêm để tiếp tục điều tra làm rõ và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.